Hello, Hoàng Giang Tây Ninh xin người đã chào tất cả quý anh chị gần xa ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh chị các bạn mình một lô đất ở vị trí khu phố An Lợi, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng. Đây là nguyên cùng một cánh đồng nè anh chị các bạn. Vị trí này gần khu công nghiệp Thành Thành Công. Đây, lô đất mình đang giới thiệu cho anh chị các bạn mình đây. Nguyên một lô đất này thì nguyên một lô đất này hiện tại có 3 sổ đường này, đường đá xe hơi chạy được nha anh chị bạn, xe hơi xe tải nè, nhà ta có xe tải từ dựng nè đó. Rồi, thông qua đây là nhà trọ Cầu Dừa ra chợ An Hòa cũng rất là gần, còn đi vòng đường ra quốc lộ 2 ngoài đó đó, ở đây thấy cầu vượt Bình Nguyên đó, thì ra ngoài quốc lộ 2 ngoài đó thì dòng về thì hơi xa khoảng tầm 10 cây. Thường đường này tắt ra Cầu Dừa ra chợ Hòa rất là gần. Ở đây sau lưng mình là khu nghiệp, để anh chúc mình quay cho mọi người xem ha. Trời nắng rất là chói cho nên mình quay cũng không được rõ lắm. Thì báo cáo với anh chị các bạn mình đây là lô đất này nằm khu phố Hòa Lợi, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng. Thì ranh giới của mình đây anh chị các bạn, tự tụ xi măng này đó, tự tụ xi măng này đổ qua tới bên kia là 3 lô đó. Để mình quay cho anh chị các bạn mình xem ha. Vô tới trong kia là 52 mét. Rồi, thì các bạn mình xem thông tin nha. Thì ở đây có 3 lô. Lô 8 mét ngang, dài 52 mét. Giá chủ báo giá là 1 tỷ 600 triệu, thương lượng nha anh em. Thì mình tính từ mấy này qua tới hình bển có 3 lô. Thì anh chị mình có nhu cầu mua lô nào thì lấy lô đó, tại vì một lô này cũng chung một chủ một cho nên không có cầm cọc đó. Lô thứ hai là 10 mét ngang đó, cũng dài hậu là 52 mét, giá 2 tỷ, còn thương lượng anh chị các bạn. Lô thứ ba là 15 mét ngang, dài 52 mét, giá là 3 tỷ 3, thương lượng chủ báo là bán trong tháng 7 tháng 8 này đó anh chị xem ha. Đường xe tải xe máy cày nói chung là chạy vi vu rồi, thông thoáng đường đi tứ hướng nha. Sau này nó sẽ có một con đường qua khu nghiệp rất là gần, khoảng một không được một cây số nữa ở sau lưng. Chúng mình xem, quay cho mọi người xem. Thì từ vị trí đất của này của mình á thì đến bến xe An Sương là 49 km. Đi về Tây Ninh, thành phố Tây Ninh là 48 km, về cửa khẩu quốc tế Mộc Bài là 19 km, ra quốc lộ 2 về trung tâm thị xã Trảng Bàng là 11 km. Đường này vòng ra quốc lộ 22 ha, ngoài đó là cái cầu vượt. Đường này đi ra bên phải mình ra là An Hòa, chợ An Hòa và khu công nghiệp Thành Thành Công. Rồi từ quốc lộ 2 ra Bình Nguyên á, ra cầu vượt Bình Nguyên đó, từ ở đây nè ra quốc lộ 2 cầu vượt Bình Nguyên sẽ là 5,5 km. Rồi xin nhắc lại anh chị mình, đất mình hậu dài là 52 mét, tổng diện tích có 3 lô, lô 8 mét và lô 10 mét và là 15 mét đó. Thông báo lại anh chị các bạn mình, từ vị trí đất của mình ra bến xe An Sương là 49 km, về thành phố Tây Ninh là 48 km, về cửa khẩu Mộc Bài là 19 km, ra quốc lộ 2 thị xã Trảng Bàng là 11 km. Từ vị trí đất này ra quốc lộ 2
cầu vượt Bình Nguyên là 5,5 km. Rồi em có nhận quay video mua bán nhà đất, anh chị có nhu cầu liên hệ em, số điện thoại Zalo 0878 948 369. Xin cảm ơn. Xin anh chị các bạn mình đăng ký video để cập nhật thông tin nhà đất mới nhất với mình nha. Mình chân thành cảm ơn quý anh chị các bạn xem video và theo dõi kênh của Hoàng Giang Tây Ninh trong thời gian qua. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, những sự tốt lành. Rồi, bắt đầu từ vị trí đất mình sẽ đi ra ngoài xíu để quay toàn cảnh khu nghiệp cho anh chị các bạn mình xem, nhà đầu tư xem. Mời anh chị các bạn theo mình nha. Đây mình quẹo phải đi ra cầu Dừa ra An Hòa, còn quẹo trái đi về ngược sau lưng mình là về cầu Dược ra quốc lộ 22. Đó, đường xe tải đang chạy mình né vô đó. Đây là khu nghiệp anh chị bạn. Rất là gần luôn. Sau này sẽ có đường phóng qua đó. Trong năm nay năm tới thì cũng chưa cũng biết có dự án rồi mà chưa biết. Đó là khu công nghiệp anh chị bạn. Khu công nghiệp Thành Thành Công. Phường An Hòa thì xã Tân Bằng. Để mình lên cái cầu. Qua đường này thì có cái cầu kêu là cầu Dừa. Trước kia là ở đây chưa cầu này, chắc có cái là cái cầu Dừa đó, anh chị các bạn, cho nên là giờ người ta đặt là cầu Dừa. Em đứng đây mình quay sơ. Không to lên xíu hơi bị chói nắng. Thì cái nóc nhà đỏ đỏ đó là nhà thờ Tha La. Cái nóc thái, những nóc nhọn nhọn đó, đây khu nghiệp Thành Công kế bên sau lưng mình luôn. Từ miếng đất mình qua chưa được một cây số nha, chỉ dài 100 mét thôi đó. Thì ngay nhà nóc thái hồi nãy đó, là miếng đất của mình. Ở sau lưng đó đi qua đó là khu nghiệp Thành Công, đổ về lúc dưới kia luôn đó. Ở đây mình quay sơ chứ. Ở bên đó là cũng khu nghiệp đó. Nhà lầu trắng trắng. Rồi mình sẽ kết thúc video đây. Xin chào anh chị các bạn, hẹn gặp lại video sau nha.